Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được ạ. Ở cái phân khúc bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, quý vị và bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda BT50. Chắc là quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở những chiếc xe Mazda BT50 này thì nó rất là giống những chiếc xe của Ford Ranger quý vị bạn nhé. Cùng dùng chung máy này, khung gầm này, và cũng được chia làm phiên bản, ví dụ như là phiên bản số sàn 1 cầu, số sàn 2 cầu, số tự động 1 cầu, số tự động 2 cầu, và phiên bản 2.2 hoặc là phiên bản 3.2 quý vị và các bạn nhé. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe này ở cái phiên bản số tự động 1 cầu và là ở cái phiên bản số máy dầu 2.2 máy dầu quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này đã lăn bánh được 10 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 458 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Chỉ 458 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe bán tải số tự động 1 cầu biển Hà Nội này ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Mazda BT50 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda BT50 số tự động 2015 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Sau 7 năm sử dụng thì chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào? Thì sau đây mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe này ạ. Mời quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, thời tiết thì hôm nay cũng là rất là biết chiều lòng người. Quý vị và các bạn ạ, vừa với mưa to xong cho nên là thời tiết lúc này rất là mát quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Mazda BT50 số tự động 1 cầu 2015 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này quý vị và các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài, cũng như là về cái phần nước sơn, phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe nhé. Chiếc xe này được sở hữu là màu trắng, anh em nói vui hay còn gọi là màu trắng ngọc trinh đây quý vị bạn ạ. Đấy, và về cái phần ngoại thất, về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe này còn rất là đẹp đấy ạ, rất là mới, vì chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Chúng tôi không phải nói là xe nào chúng tôi cũng cam kết là không tai nạn, không ngập nước, thực tế ra mà nói là chúng tôi đi mua xe, chúng tôi bán ở trên mạng là chính, cho nên là bán mạng chúng tôi muốn là giữ cái uy tín. Đấy, bán trên mạng phải giữ uy tín và không bán những xe lỗi quý vị bạn nhá. Xe nào chúng tôi mua chúng tôi cũng không bán xe lỗi ở trên kênh YouTube của tôi đâu ạ. Những chiếc xe mà lỗi là tôi sẽ không bán. Đấy, nói thật với quý bạn thế. Không là quý vị các bạn bảo xe nào cũng cam kết là không tai nạn, xe nào cũng không ngập nước, thì những chiếc xe ngập nước, những chiếc xe tai nạn bán ở đâu? Thì quý vị các bạn, những chiếc xe tai nạn, những chiếc xe ngập nước thì là chúng tôi sẽ không mua, nói thẳng luôn là không mua. Hoặc chúng tôi nếu có khách nào muốn đổi cát với xe của chúng tôi mà xe bị lỗi, xe bị tai nạn, chúng tôi có lấy thì chúng tôi cũng lấy, xong chúng tôi sẽ đẩy cho những cái bên chuyên về dòng về những cái xe đấy, họ sẽ bán rẻ quý bạn ạ. Đấy, họ sẽ đẩy ra ở những khu vực xa ngoài Hà Nội hoặc đẩy về tỉnh bán rẻ, thì đấy là việc của họ thôi, chúng tôi không bán những xe lỗi quý bạn nhá. Quay về với chiếc xe Mazda BT50 ngày hôm nay thì quý bạn xem đây ạ. Đấy là cái phần nước sơn quý bạn nhé. Đấy, từ những cái phần nền này, phần nền của chiếc xe ở bên phụ đây ạ. Đấy, rất là đẹp này, rất là bóng, rất là căng, chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, với những chiếc xe ở Hà Nội thì nó chỉ có xước sát và chỉ có sơn lại về vì xước sát thì là bình thường quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cái nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy đây ạ. Đấy, cụm đèn, từ cụm đèn pha còn rất là đẹp đây ạ. Đấy, cụm đèn pha này rất là đẹp và rất là mới. Chủ xe cũng đã thay vào những cái bóng siêu sáng quý bạn nhá. Đấy, những cái bóng siêu sáng mà chủ xe đã trang bị cho chiếc xe này.
mặt ca lăng cũng còn rất là mới này. Cụm đèn pha đây rất là đẹp luôn ạ, bóng siêu sáng mà chủ xe đã lắp này. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm cũng đã được chủ xe độ lên là cái đèn bi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Cụm đèn bi mà chủ xe đã độ vào đây ạ. Đấy. Và lốp đây ạ, lốp cũng còn rất là dày quý vị các bạn nhé. Lốp này, lòng dè này đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, những cái phần lốp này, những cái phần lòng dè này. Đấy, và những cái phần gầm, tôi quay chi tiết luôn cả phần gầm cho quý vị bạn cùng xem nhé. Đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Những chiếc xe ở Hà Nội thì quý vị bạn có thể yên tâm tuyệt đối về cái phần gầm, vì chiếc xe này đường Hà Nội thì nó là rất là đẹp rồi, không phải trèo đèo lội suối, không bị dính nước biển, cho nên là cái phần gầm rất là đẹp. Và đây là cái bậc cửa đây quý bạn nhé. Bậc cửa ở chiếc xe Mazda BT50 được thiết kế, được trang bị là một cái bậc cửa bằng hợp kim nhôm, rất là chắc chắn, rất là đẹp. Nó khác với những chiếc xe ở cái hãng khác. Đấy, bậc cửa của Mazda BT50 rất là đẹp này. Đấy, và lốp đây ạ. Thưa với quý vị và bạn, cái dàn lốp này thì chủ xe đã thay từ năm 2018 cơ quý bạn ạ. Đấy, dàn lốp thay 2018 và còn rất là dày đây quý bạn thấy này. Đấy, dàn lốp còn rất là dày, từ những cái sắt xi này không có bị rỉ, không có bị mối mọt gì cả quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp đây. Tôi quay cho quý bạn xem những cái phần gầm này, đều rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, phần gầm này quý vị và bạn có thể yên tâm với những chiếc xe ở Hà Nội ạ. Đấy, về cái phần gầm không vấn đề gì luôn ạ. Đấy. Và đằng sau ba đờ sốc sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, nhìn về cái phần ba đờ sốc sau thì quý bạn thấy chủ xe cũng đã lắp thêm một cái cản sau này ạ. Cản sau này rất là chắc quý bạn ạ. Đấy, với những chiếc xe con mà không may mà có đâm vào đít chiếc xe này thì chắc chắn chủ xe mở cửa xuống và khuyến mại cho thêm đâm thêm phát nữa. Đấy, không vấn đề gì về cái xe này đâu ạ, vì cái ba đờ sốc, cái cản ba đờ sốc này nó quá là chắc chắn này quý bạn này. Đấy, xe nào mà đâm vào xe này thì sẵn sàng khuyến mại cho đâm thêm phát nữa luôn ạ. Và nhìn từ phía sau này thì quý bạn thấy được là chủ xe đã lắp thêm cảm biến lùi này. Đấy, chiếc xe đã có cảm biến lùi rồi nhá. Đèn, hệ thống đèn sau này, camera lùi này. Đấy, đây là camera lùi này, đầy đủ hết luôn quý bạn ạ. Và cái cụm đèn hậu cũng còn rất là mới đây ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu ạ. Đấy, cụm đèn này, logo này đều rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, cụm đèn này. Và phía bên trên này thì quý bạn thấy đây ạ, chủ xe cũng đã lắp thêm nắp thùng cuốn và vai thể thao ạ. Đấy, có cả vai thể thao rồi, nắp thùng cuốn rồi các bạn nhé. Với những chiếc xe bán tải thì lắp cái nắp thùng cuốn này nhìn chiếc xe nó khỏe hơn ạ, nó đẹp hơn. Đấy, tại vì là mỗi cái nắp thùng nó sẽ có một cái hay riêng. Nếu như lắp nắp thùng cao thì lại tiện lợi chở được đồ, chở được, để được đồ nhiều, nhưng mà nhìn lại không khỏe, không đẹp. Còn nắp thùng cuốn này nó sẽ lại tiện lợi này, để được cả hàng cồng kềnh lên ạ. Đấy, và đây là cái phần lốp đây quý bạn này. Cả một cái dàn lốp này chủ xe thay từ năm 2018 đây quý bạn này, đết lốp này 2018 mà còn dày như thế này, tức là cái dàn lốp này đã chạy được 4 năm. Đấy, 4 năm mà còn dày như thế này thì quý bạn biết là xe chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? Đấy, từ những cái lòng dè này, sắt xi này còn rất là mới, chưa có bị rỉ thế nào cả quý bạn nhé. Đấy, với những chiếc xe ở Hà Nội thì gầm bao giờ cũng rất là đẹp. Tôi phải quay chi tiết này, rất là nhiều khách hàng của tôi ở xa đều muốn tôi quay chi tiết cả cái phần gầm. Đấy, tôi quay rất chi tiết luôn quý vị bạn nhé. Gầm rất là đẹp này. Bậc cửa hợp kim nhôm rất là chắc chắn, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Gương chiếu hậu của chiếc xe này cũng đã được là gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, Mazda BT50 vè che mưa đầy đủ hết cả rồi. Đấy, về cái phần ngoại thất thì quý bạn thấy đây ạ, rất là ok. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe quý bạn nhé. Mở cái cánh cửa bên lái này ra cho quý bạn cùng xem này. Từ keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ là nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Tôi quay phải thật chi tiết để cho quý vị bạn xem nhé. Có như nào tôi sẽ quay như vậy và nói như thế vậy ạ. Đấy, và ghế da cao cấp nguyên bản chiếc xe đây ạ. Thưa với quý vị và bạn, ở những chiếc xe Mazda BT50 thì là ghế da cao cấp nguyên bản rồi quý bạn nhé.
Còn lại là ở chiếc xe Ford Ranger thì lại là ghế nỉ phải vào thêm da, chứ da của Mazda thì đã đầy đủ rồi. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng, cruise control, kiểm soát hành trình, ga tự động đấy ạ. Đấy. Và đồng hồ công tơ mét 10 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần táp bi cánh cửa phía sau bên lái. Cũng giống như vậy thôi ạ. Keo chỉ là còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn này. Đấy, và nội thất phía sau thì lại rất là mới quý bạn nhé. Nội thất phía sau thì là bao giờ cũng mới hơn rất là nhiều, vì những chiếc xe bán tải này là không hay đi đông người đâu quý bạn ạ. Đa số là hay đi một mình. Đấy, rất là đẹp này, cho nên da cao cấp nguyên bản còn đẹp như này đấy ạ. Phía đằng này là cái này là bẩn thôi quý bạn ạ. Tôi lau đi cái này nó hết nên nó bẩn nhá. Đấy, chứ còn ghế rất là mới đấy ạ. Đấy, trên ghế nó hơi bẩn một chút thôi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần này. Táp lô táp bi. Trước tiên thì tôi vẫn cứ phải nổ cái máy này lên cho quý vị và các bạn cùng xem cái đã. Đấy, tôi đã nổ máy lên rồi. Đây là cái màn hình khởi động đấy ạ. Đây là cái màn hình này, tích hợp camera lùi, camera hành trình. Đấy, đều ở cái màn hình này. Và cả camera trước, camera sau luôn các bạn ạ. Đấy, và đồng hồ công tơ mét thì chiếc xe này đã lăn bánh được 10 vạn km rồi các bạn nhé. Vô lăng rất là đẹp này. Cần số, tay phanh đều rất đẹp luôn các bạn ạ. Điều hòa tự động, điều hòa tự động hai vùng độc lập quý vị bạn nhé. Đầu CD. Đấy, màn hình. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Kiểm soát hành trình, ga tự động hay còn gọi là cruise control đấy ạ. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Táp bi cho đến táp lô đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, từ táp lô, táp bi cho đến những cái phần nhựa này, phần nỉ trần đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái nắp thùng sau. Đấy, cho quý vị và bạn cùng xem nhé. Nắp thùng sau này. Đấy, chủ xe cũng đã lắp thêm những cái thủy lực này để trợ lực, cho nên mở ra nó rất là nhẹ quý vị bạn ạ. Đấy, từ những cái ốc này còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Keo chỉ của cốp sau cũng còn nguyên bản luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Và cái thùng sau này thì quý bạn thấy đấy ạ, chủ xe đã lắp thêm là nắp thùng cuốn, vai thể thao. Đấy, đầy đủ rồi quý bạn nhé. Rất là đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Cánh cửa phía sau bên phụ này, từ những cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên luôn. Đấy, từ những cái phần nội thất phía sau này, từ trần này cho đến những cái phần ghế nỉ này. À, ghế da, đấy, ghế da nguyên bản các bạn nhé. Ghế da cao cấp nguyên bản của xe đấy ạ. Đấy, và lót sàn cũng đều đầy đủ luôn và rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2015, tính là 7 năm sử dụng rồi mà còn mới, còn đẹp như thế này đấy ạ. Từ táp bi cánh cửa đấy ạ, cũng rất là mới quý vị bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía trước bên phụ đây ạ. Từ keo chỉ này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản hết này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên, chưa tháo này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này. Táp bi cánh cửa. À, đây là cái phần táp bi cánh cửa quý vị bạn nhé. Táp bi cũng còn nguyên này. Bước vào cái phần nội thất thì quý vị bạn thấy đây ạ. Đấy, ghế da cao cấp nguyên bản này. Rất là đẹp. Đấy, đẹp từ những cái phần nội thất ghế da cho đến những cái phần nỉ trần này. Đấy, đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Từ vô lăng. Đấy, cần số, tay phanh đều rất là đẹp đây ạ. Đấy, điều hòa tự động hai vùng. Đây, nhìn cái phần táp lô thì quý vị bạn biết được rồi. Rất là đẹp, rất là mới này.
ốc bản lề của cái cánh cửa phía sau đây ạ. Ốc bản lề cũng còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. À, những cái phần lót sàn này. Lót sàn mấy lớp cơ ạ. Đây, chủ xe này dùng mấy lớp ạ, cho nên là cái phần nỉ ở dưới nó vẫn còn đẹp, không có trải sàn ra, như cái phần nỉ đều rất là đẹp ạ. Vì cái lót sàn này chủ xe dùng cái bộ lót sàn to cho nên rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Ở phiên bản này thì Mazda cũng đã trang bị cho chiếc BT50 này là cái khối động cơ diesel 2.2 lít quý vị các bạn nhé. Đấy, động cơ 2.2 lít này và còn nguyên bản và rất là đẹp đây quý bạn này. Từ những cái ốc máy này là còn nguyên hết này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Đấy, chúng tôi cam kết về cái động cơ này là còn nguyên bản ạ. Động cơ này thì ở cái khoang động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Đấy, rất là mới quý vị các bạn nhé. Còn nhưng mà chúng tôi cam kết với quý vị bạn đó là còn nguyên bản đấy ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. À, động cơ còn rất là đẹp. Tôi quay rất chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem về cái khối động cơ này ạ. Chia sẻ với quý vị và các bạn, ở cái khối động cơ diesel 2.2 lít này thì ở những chiếc xe Mazda BT50 này thì nó không khác gì cái động cơ của chiếc xe Forerunner quý bạn nhé. Đấy, có thể nói là Mazda BT50 và Forerunner sử dụng chung động cơ. Tuy hai hãng của hai nước khác nhau, ví dụ như Mazda là của hãng Nhật Bản, Mazda là của Nhật Bản, Ford là của Mỹ, nhưng mà hai hãng này sử dụng gần như là chung về động cơ và hệ thống khung gầm chassis đều chung và giống nhau quý bạn nhé. Đấy, và đấy là về cái phần động cơ, và đây là cái phần ốc cabo và cái phần keo chỉ quý bạn này. Ốc cabo còn nguyên bản luôn quý bạn nhé, từ những cái ốc chân cabo này còn nguyên bản này cho đến keo chỉ cabo. Keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn quý bạn này. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không bị tai nạn, không bị va chạm gì nặng đâu, chỉ có gọi là nhẹ nhàng xước sát thôi, chứ còn là tai nạn mới đâm đụng thì không có quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết về vấn đề này. Đấy, ốc cabo nguyên bản này. Đấy, đến ốc xương đầu, à ốc tai, đây là ốc tai quý bạn nhé. Ốc tai cũng còn nguyên bản này. Xương đầu xe này. Đấy, ốc tai còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Đấy, tấm chắn nóng cabo cũng còn rất là đẹp đây quý bạn này. Tấm chắn nóng cũng còn rất là mới luôn quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất, ngoại thất, khung gầm, máy móc, nói chung là toàn bộ về chiếc xe Mazda BT50 2015 phiên bản số tự động một cầu, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được 10 vạn km rồi quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 458 triệu đồng thôi quý vị bạn nhé. Chỉ 458 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe bán tải số tự động một cầu này đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 2015 này thì hãy nhấc máy gọi cho số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda BT50 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Invincible.
Thank you.